nay mình 22 tuổi và hiện tại mình đang là nhân viên văn phòng. Trong vòng 3 tháng tập luyện ở Diamond Fitness thì mình đã tăng được 2kg cơ và giảm được 5kg mỡ. Trước khi mà mình tập ở Diamond Fitness thì mình đã có tự tập gym trong vòng hơn một năm rưỡi gì đó. Thì mình thấy có một cái khó khăn lớn nhất, đấy là mình tập khá là thiếu phương pháp và thiếu định hướng, bởi vì là mình không biết là những cái bài tập gì, những cái chế độ tập như nào, là chế độ dinh dưỡng như nào sẽ tốt nhất cho mình. Và sau một thời gian tập không có kết quả thì mình quyết định là mình sẽ tìm đến sự hỗ trợ từ huấn luyện viên ở Diamond Fitness. Đầu tiên là về điểm mạnh của Tùng. Thì Tùng đã từng tập luyện rồi nên kỹ thuật động tác cũng đạt được 60-70%. Nhưng mà do chưa chuẩn hoàn toàn thì Tùng có bị lệch cơ. Thì sau những buổi luyện tập thì mình đã chỉnh lệch cơ và tăng thêm sức mạnh để được cơ được tối ưu và được tối đa. Theo sự hướng dẫn của huấn luyện viên của mình là anh Đăng thì mình đã tăng cái lượng đạm mà mình tiêu thụ mỗi ngày, cũng như là hạn chế tinh bột. Và đó cũng là cái lý do mà trong vòng khoảng 3 tháng tập luyện thì mình cũng đã giảm được một cái lượng khá mỡ trong cơ thể. Đối với việc tập luyện của Tùng thì Tùng tập rất là xuyên, tới 6 buổi một tuần lượng. Thì kế hoạch sắp tới của mình tập luyện cho Tùng là Tùng cứ tiếp tục tập để chỉnh cái lệch cơ của mình và tăng độ dày cơ lên hơn. Mình nghĩ là trong thời gian qua thì anh Đăng đã rất là nhiệt tình để hỗ trợ mình trong cái hành trình cải thiện vóc dáng của bản thân. Anh cũng đã tư vấn cho mình rất là nhiệt tình về chế độ ăn uống, về cách tập luyện và cũng đã chủ động có những cái sự hỗ trợ đối với mình trong quá trình luyện tập. Khi mà đã có mục tiêu và định hướng tập luyện để thay đổi cái vóc dáng và cái sức khỏe của mình thì mọi người nên sâu sát và chăm chú hơn vào cái mục tiêu luyện tập của mình. Mình siêng năng hơn một chút thôi thì mình sẽ được cái vẻ đẹp bên ngoài hoàn hảo hơn.